Chắc thấy là cần phải quay thêm một chút cái phần khảm, bởi vì lúc nãy là cái ánh sáng nó quá sáng và nó lóa, nó trắng cho quý vị không nhìn thấy được cái bảy sắc cầu vồng của cái dọc khảm. Chiếc dọc khảm đang quay ngày 30 tháng 6 năm 2016 với cái cảnh đồng quê, cây đa giếng nước sân đình và ngư tiều canh mục, hoặc là và đồng thời là xin ông công thương. Thì là chúng tôi lúc nãy là quay thì đã rõ hình thể nhưng mà không lên được màu sắc, thì quý vị nhìn thấy đây, trong khi mà ánh sáng nó ít đi thì tự dưng là các cái miếng ốc nó sẽ phát sáng lên và nó sẽ rực rỡ đủ bảy sắc cầu vồng luôn, màu sắc hết sức là ấn tượng, đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím đủ hết, không thiếu màu gì. Vì clip này chủ yếu chúng tôi chỉ nhằm mục đích để quý vị nhìn được cái bảy sắc cầu vồng thôi, cho nên tôi không giới thiệu gì thêm. Và thì nhắc lại là chiếc sập này đang quay tại tầng 1 khu B của Đỗ Đức Hiền vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, và đây là nhìn tổng thể chỉ riêng bộ quay thôi. Xin cảm ơn quý vị.